Các bạn đã bao giờ được tận mắt nhìn và thưởng thức quả vải to như quả trứng, cùi siêu dày, ngọt sắc thơm mát? Nếu câu trả lời là chưa, thì xin mời quý vị và các bạn cùng về Hưng Yên để du lịch trải nghiệm tại các vườn vải trứng, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên. Theo người dân kể lại, cây vải trứng Hưng Yên có nguồn gốc từ cây vải tổ khoảng 150 tuổi của gia đình ông Nguyễn Văn Vì ở thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử. Từ cây vải này đến nay, cây vải trứng Hưng Yên được trồng nhiều ở các xã Phan Xào Nam, Minh Tân, Đoàn Đào, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, hay tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, với tổng diện tích toàn tỉnh đạt gần 300 ha. Từ cuối tháng 5, đầu tháng 6, các vườn vải trứng Hưng Yên bắt đầu cho thu hoạch. Ưu thế vượt trội của giống vải này là khi chín, vỏ có màu đỏ tươi, cùi dày, vị ngọt sắc, quả to, chín sớm và giá bán cao. Giá 1kg vải trứng, loại quả siêu to, có lúc đội giá lên đến hơn 200.000 đồng mà vẫn hiếm hàng. Loại quả này được người tiêu dùng săn đón, tuy nhiên chỉ chậm chân là hết mùa. Không quá để nói, đây là loại quả nếu được một lần thưởng thức thì sẽ gây thương nhớ với người sành ăn. Vải trứng Hưng Yên được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa từ năm 2020, được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao. Năm 2022, vải trứng Hưng Yên lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ngoài vải trứng, nếu có dịp về Hưng Yên, du khách sẽ được ngắm nhìn vùng vải lai chín sớm sai chữ quả, được thưởng thức vị ngọt thanh đặc trưng của thứ quả này. Với tổng diện tích trên 850 ha, vải lai chín sớm ở huyện Phù Cử tập trung nhiều tại các xã Tam Đa, Bình Tiến, Tiên Tiến. Ước tính sản lượng vải hàng năm đạt từ 13 đến 15.000 tấn. Điều kiện đặc biệt về thổ nhưỡng, khí hậu đã giúp cho cây vải lai chín sớm trồng trên đất Phù Cử có những ưu thế vượt trội, thời điểm thu hoạch sớm hơn so với vải thiêu chính vụ từ 2 đến 3 tuần. Ưu thế chín sớm cộng với mã sáng đẹp, ngọt thơm đã khiến cho quả vải lai chín sớm Phù Cử trở thành một nông sản thu hút khách hàng. Nào, còn chần chừ gì nữa? Các bạn hãy cùng chúng tôi về với Hưng Yên để cùng thưởng thức và thăm vải trứng, vải lai chín sớm thôi nào!